Ơi, bữa nay con qua nhà chơi cái nhà ha. Ủa nãy mua rượu hả? Hả? Mấy lít? À, tôi. Mấy lít? Tôi. Ừ, 2 lít. 2 lít hả? 2 lít. Ồ. Ta. Ồ. Tổ điều biêu coi này món gì vậy? Vịt kho cháo. Cái gì? Vịt kho cháo. Vịt kho cháo hả? Vịt kho cháo. Cái này để thầy đi. Tức xài chi peo cái này. Cho bạn đi khạp. Ồ, cái này điện thoại hả? Điện thoại. Nghe nghe alo 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 alo. Alo. Ai vậy? 113 xin nghe ạ. Ai vậy? 113 xin nghe. Đó đó. Đi đâu? Đó, đi đâu vậy? Mà đi ra ngoài làm gì vậy trời? Sao anh đi thả không biết sao bạn đi thả đi lên tin tan chắc mình luôn. Mua pin đốt đèn pin thêm nữa, hãy cho con hộp. Trời ơi, mua pin đốt. Đốt đèn pin. Đốt cho bạn đi thả. Đốt cái đèn đầu ở trên đó. À, cho con hộp bài. Cái đó gì vậy? Gì vậy đâu? Cái pin kì vậy? Trời ơi. Lụm cái pin lên. Bỏ vô bịch nè. Tí dụ vô hộp cho. Cột lại. Không chịu cột lại. Anh cột lại vô cái. Còn chiều giờ có nhậu không? Không có nhậu hả? Đánh tôi vui tánh vậy đó, gặp anh em mà con có bác vậy nó vui vậy đó. Vui chào cả nhà cái đi. Ôi, chào cả nhà, chào. Bây thiên chào cả nhà. Xin chào, chị vô vào ghé anh đây về. Trời, trời đang chuyển mưa quá trời luôn rồi. Trời, những cái trồng sạc mưa tới rồi. Mưa tới, chị bảo mưa đi. Hả? Hỏi đâu? Tới không? Tới đó. Không kịp đâu. Ôi. Trời ơi đó, đi thi giật máy hăng. Trời ơi. Ôi đừng có gẹo ha. Gẹo cái chân nhảy xuống sông á. Trời ơi. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ôi dính bọc rồi kìa. Chặt máy. Dính cho bọc luôn rồi. Trời đừng có chọc chị Thi là nhảy xuống sông liền á. Bị bạ là không được đâu á. Rồi mưa luôn không kịp luôn rồi. Đi dùng. À lại nhặt luôn cái tí cái giường vương mới vô bệnh á, đi lấy bệnh á. Đừng khó. Hay không lấy bệnh nó tới hù à. Rồi bị dính cái bọc hả? Bị dính cái cục cái đùm chạy ra cục. Em quay. Quá khó anh. Trời ơi, chị đi siêu khổ lắm cả nhà ơi. Đi phải chung chuyển bằng ghe nữa. Rồi trời mưa nữa nè. Không kịp luôn rồi. Phải mua cho nó học bài nữa hả? Mua đèn hả? Mua cái pin. Rồi bye bye cả nhà. Rồi chị đi đang lấy ghe cả nhà. Bye bye nha. Bye bye. Hết ga luôn. Rồi cả nhà nhìn từ xa thì thấy Thanh Liễu Thi mình đang không biết làm gì nữa. Hình như là nhìn được phía ngoài là hình như là lấy bình. À đang lấy bình à chị Thi. Lấy bình để sử dụng làm gì vậy? À, đốt đèn. À, mình đốt đèn đó chị. Nhà không có điện. Ủa nhà mình không có điện hả? Không có điện. Bây giờ phải cái bình cái chừng bình rất bình. Ủa cái bình này là mình đem về để đốt đèn nhà hả? À, đốt đèn nhà. Nhà không có điện đâu. Ừ không có điện rồi sao sinh hoạt được? Khó lắm. Mua đèn pin, mua pin. Rồi cái bình này là mình sử dụng gì nè? Đèn gì? Đèn, cái bóng đèn, có cái bóng à, sử dụng có cái pin. Mua 3 hộp pin. Cái bóng sáng hả? Ờ, bóng sáng rồi mua pin nữa, mua pin rồi, mua ống hút nữa. Mua pin, đốt đèn pin thêm nữa, hãy cho con hộp. Trời ơi, mua pin. Đốt đèn pin. Đốt cho bạn đi khạp. Đốt cái đèn đầu ở trên đó. À, cho con hộp bài, cái đó là cho con hộp bài. Còn cái không sáng. Cái bóng bình này là xài đèn sáng. Xài đèn sáng nhà. Cái bóng đèn đó. Ủa sao mình không mua cái đèn năng lượng đó giống nhà. Có đèn đâu mua. Ừ. Mua cho đây. Đèn đâu mua. Giờ xài cái này nha. Mua cái này sử dụng pin cái này nè. À, cái pin này pin. Pin đợi đầu quá hả? Ừ, pin đợi đầu mua bịch ống luôn. Pin đợi đầu. Đợi đầu đi bắt ếch hay là làm gì? Cho nó học bài hả? Cho nó học bài, viết chữ vậy đó. À. Mua cái này gắn vô cái pin mới nó
học bài được. Pin gì? Để xem thử. Pin đó là nhà TV để sử dụng pin này ha. Sử dụng pin này để làm cái đèn đổi đầu để cho mấy đứa học bài hả? Mấy đứa học bài, có hai đứa con học bài. Mà đi viết bài sao? Chơi viết bài nó đổi cái đầu mới thấy đường ghi viết. Còn cái bình đó người ta đốt cho sáng sáng cái nhành cho tối má đó. Tưởng đâu là nhà là có đèn năng lượng đó chứ. Không có đâu. Đèn đâu mua năng lượng trời. Gì nhà là tối hụ luôn hả? Mua thêm ba. Cái bình 12 đó sử dụng được mấy ngày? Ngày á. Ngày sạc lần hả? 2 ngày. Ờ, ngày lần 15 ngày. Mỗi lần sạc 15 ngày. À. Ôi ôi. 2 ngày là mất 15 ngàn rồi. 10 ngàn. Sạc cô 5 ngàn cô. Mấy sớm em phối thấy. Mấy ngàn? Trời ơi. Còn hơi xây về lắm. Em xuống đi. Ai xuống đi không? Ai em xuống đi. 2 ngày là 15 ngàn. 15 ngàn. 1 tháng là nhiêu ta? 1 tháng tính đi. Còn cái này là mua cho hai đứa con học bài. Cái này là mua chị ấy nè. Cái pin đó một bộ là xài mấy ngày? Pin một bộ xài mấy ngày? Được 3 ngày, cái này là 3 ngày. Ta một vậy là 6 ngàn, cái này là 6 ngàn, tổng cộng là 12 ngàn. Gì ba bộ đúng 12 ngàn hả? Ờ, cái này. Không, hai bộ. Cái này là 6 ngàn, cái này là 6 ngàn, 12 ngàn. 12 ngàn cho hai đứa nhỏ, cái này mới ghi bài được, còn cái đó ghi bài không được. Ờ, cái đó dùng để sáng hả? Ờ, dùng để sáng, cái này là ghi bài mới được. Cái này là... Sáng dữ lắm không? Vừa vừa hả? À? Không giống gì. Vừa đâu? Cái gì đâu? Mày! Cái pin kỳ vậy? Trời ơi. Nằm cái pin lên. Bỏ vô bịch nè. Tới dụ vô học cho. Cột lại. Không chịu cột lại. Anh cột lại vô cái cánh. Hồi chiều giờ có nhậu không? Không có nhậu hả? Đánh tôi vui tánh vậy đó, gặp anh em mà con cô bác vậy nó vui vậy đó. Vui chào cả nhà cái đi. Ôi, chào cả nhà, chào. Bây thương chào cả nhà. Xin chào, chị vô bà ghé anh đây về. Ủa lên phố có một mình hả? Lên có một mình lấy bình nè. Trắng cái đâm thẹp. Ai... Cái bình này xài được 2 ngày, để coi thử. Này cái bình gì ta? Ồ, cả nhà đây là bình Đồng Nai, là bình hồi xưa ha, của Pinco. À cái này đốt nhà cho nó sáng chút là còn cái mua đèn pin cho nó hai cái nhỏ. Thì mỗi lần là sạc là 15 ngàn hả? Ừ, 15 ngàn được 2 ngày. 15 ngàn được 2 ngày. Trời ơi, vậy ngoài kia là không có điện đúng rồi chứ hả? Không có điện, lâu lắm rồi, hồi nào tới giờ không có, chưa có điện, mắc quá vô. Thí dụ như là tháng nắng rồi không có quạt hay sao? Không có quạt luôn, cực tội. Ủa, cái gì? 2 ký 14 ngàn. 2 ký 15 ngàn hả? 2 ký 14 ngàn mua. Mua kìa. 14 ngàn hả? Rồi mưa tới rồi kìa. Ôi cái nhà ơi, trời đang chuyển mưa quá trời luôn rồi. Trời như cái trồng chạc mưa tới rồi. Mưa tới. Chị bảo mưa đi. Hả? Hỏi đâu? Tới không? Tới đó. Không kịp đâu. Đi. Ôi. Ôi đó, thì giật máy ha. Ôi giời. Ôi đừng có kẹo ha. Kẹo chân nhảy xuống sông á. Trời ơi. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ôi dính bọc rồi kìa. Tắt máy. Dính cho bọc luôn rồi. Trời đừng có chọc chi thi là nhảy xuống sông liền á. Bị bạ là không được đâu á. Rồi mưa luôn không kịp luôn rồi. Lấy bình á. Bị dính cái bọc hả? Bị dính cái bọc của cái đồng thái bọc này. Trời ơi, chị Chiêu khổ lắm cả nhà ơi. Đi phải chung chuyển bằng ghe nữa. Rồi trời mưa nữa nè. Không biết luôn rồi. Mày mua đèn á, mua cho nó học bài nữa hả? Mua đèn hả? Mua cái pin. Bye bye cả nhà ha. Bye.
Rồi chị Thi đang lấy ghe cả nhà, bye bye ha. Bye bye. Hết cha luôn. Xin chào cả nhà. Đó. Mỗi lần là chị Thi Thi lên là phải chạy ghe lên ha cả nhà. Nói chung là cũng rất là khổ luôn. Thì nhà không có đèn năng lượng này, rồi nói chung là không có đèn để sinh hoạt luôn á. Mọi người mấy đứa nè. Đây là idol của chị Thi Thi hả? À, chị Thi Thi có liệu thiệt không? Liệu thiệt không? Đây là bé Đào nè, hay chọc chị Thi Thi nhiều nè. Rồi bữa nay chị Thi lên phố nữa cả nhà ha. Chị Thi lên phố nữa rồi. Này đâu vậy Thi? Đang cầm gì vậy? Cầm men. Nước giấm hả? Nước giấm bắp tay. Ê, bẻ. Tháng cầm lên. Tháng cầm bịch đó lên. Kêu Tháng cầm lên kìa. Đi hồi bẻ nữa đó. Đi đâu vậy? À, đi chơi. Đi đâu? Đi lên phố. Lên phố đi đâu chơi? Thử vậy. Đó, đây là hai đứa con của chị Thi Thi cả nhà ha. Kìa, đẹp trai á, Lâm Chấn Khang nè. Đây là Lâm Chấn Quy cả nhà ha. Chào cả nhà các ơi. Lâm Chấn Khang chào cả nhà các ơi. Đi đâu vậy? Đi vô chọn chốc đi vô. Không tiếp. Không nói giỡn cả nhà ha, tại bữa nay thì Thi Thi qua thăm nhà của Quỳnh ha. Đó. Có mua theo nước giấm đó hả? Có mua gửi. Nước giấm hay là gỗ? Mua gửi anh Đạt. Đây cả nhà, thì rất vinh dự luôn rồi, Thi Thi qua thăm nhà Quỳnh luôn rồi. Đó, đi vào trong ha. Họ đang đi vào trong nè. Trời ơi. Ừ, ngày nay thì mình đều review căn nhà của Quỳnh cho cả nhà xem đó. Thì Thi Thi sẵn tiện để qua thăm mình á. Nói chung cũng có hẹn trước rồi. Coi chừng đổ đó. Coi chừng đổ đó. Con ai vậy? Con chị. Con gì Thi hả? Bữa nay có mồi gì? Hả? Không biết nữa. Đi lên xem thử coi có mồi gì nè. Chờ con mới cá. Ngó bạc điện thoại là cậy cạch nít. Gì vậy? Từ trên điện thoại đeo tới cũng được mình nữa nha. Cho nó ăn đi. Gọi sợ luôn rồi. Nó sợ luôn rồi. Tại Thi luôn rồi. Trời ơi, bữa nay con qua nhà chơi cả nhà ha. Ủa nãy mua gỗ hả? Hả? Mấy lít? Mấy lít? Ừ, 2 lít. 2 lít à? 2 lít. Ủa điều biêu coi nè, món gì vậy? Vịt kho cháo. Cái gì? Vịt kho cháo. Vịt kho cháo hả? Vịt kho cháo. Đây nè, nói chung là ngày hôm nay Thanh Liệu Thi Thi ghé nhà mình để có cuộc hẹn. Đây là căn nhà của mình ở đằng sau á cả nhà. Đó. Sao mà thấy ở đây sao? Đâu có mát. Ở đây đâu có mát hơn ở ngoài cánh đồng được. Không bằng ngoài cánh đồng heo. Sao bằng ngoài cánh đồng được này, ở đây thì Tiệm phố nó khác. Ừ, rộng rãi ha. Đúng rồi, đẹp không? Đẹp. Nhà có Quỳnh Vlog á. Đẹp không? Đẹp. Ừ. Cái này nhắm miệng. Vô ngồi đi. Ngồi xuống. Ừ. Rồi. Tại kia cha ngọt. Con thích quay gót. Ê, bạn á. Sao đó? Như cha. Giờ bữa nay không biết được món gì ta? Vịt kho cháo hả? Nè.
Tức xài chi peo cái này. Ờ cái này điện thoại hả? Điện thoại. Nghe nghe alo 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 alo. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? 113 xin nghe. 113 xin nghe luôn cái nhà. Đi đâu nữa rồi? Đi ra ngoài làm gì? Hả? Ở đây luôn đi. Đó đó. Đi đâu? Ờ đi đâu vậy? Mà đi ra ngoài làm gì vậy trời? Sao anh sao anh em ơi? Đây, mời anh em vô nhà luôn á. Làm chút hả? Mày nói chung không biết có mùi gì nữa nè. Có mùi gì thế? Cái gì kho cháo? Vịt kho cháo. Vịt nấu cháo hả? Ừ. Ê. Ngồi ngồi đi anh. Sửa cái tỏi hết. Sửa dưới nó. Tôi lễ là hoa luôn á. Ủa như rau nè, ăn đi, nhai đi. Ăn thêm nữa đi, ăn thêm nữa đi. Ôi, hết luôn hả? Đấy, còn cộng nữa nè. Chất luôn, chất luôn, chất luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngon, ngon. Ngon.